What? Cái gì? Ngon quá đi, ngon quá đi. Con
thần kỳ. Đừng lo, chị sẽ giúp em. Chắc là cần nhiều hơn. Không được rồi, cần kim tuyến nữa. Ok. Chào mọi người. Ồ, cái gì đây? Con đừng chạm vào. Ôi trời ơi, chúng ta cần cái hộp. Hết đồ phép thuật rồi. Conan. Bạn thấy có pháp ấy kìa. Đưa mình đi. Xin lỗi nha, hôm khác đi. Tiếng gì vậy? Cái gì đây? Dừng lại. Dừng ngay đi. Ok, được rồi. Cầm lấy. Yeah. Cảm ơn nha. Không có chi. Không sao, đừng buồn, mình sẽ mua bắp ít khác. Yeah. Xin lỗi nha, nhưng mình hết tiền mất rồi. Đừng buồn, mình có mà. Mình cũng có nè. Hay quá đi. Alo, mình mua bắp ít được không ạ? Xem cái tiếp theo nha. Yeah. Hộp ít sô cô la nè. Hộp ít sô cô la. Của mình đẹp quá. Thơm nè, cho mình. 1, 2, 3, bắt đầu. Xong rồi luôn. Cảm ơn. Không cái gì. Ngon quá. Nhiều vitamin lắm đó. Hấp ít.
con quay nè. Làm tan đá ra đi. Đi lên ô tô của người lạ hoặc người cố gắng đưa đồ miễn phí cho mình. Nguy hiểm lắm nha. Cứu, cứu. Oh. Trẻ em không được đi lên ô tô của người lạ hoặc người cố gắng đưa đồ miễn phí cho mình. Nguy hiểm lắm. Bye bye. Ồ, con nít. Được lấy đồ không thuộc về mình hoặc món đồ mà bạn không biết nó là gì và đừng nói chuyện với người lạ. À. Dừng lại. Trẻ em không được lấy đồ thuộc về mình hoặc món đồ mà bạn không biết nó là gì và đừng nói chuyện với người lạ. Con nít. À ha. Chào. Trẻ em không được mở cửa khi không có người lớn. Không, tội phạm có thể vào nhà đó. Tôi xin lỗi, xin lỗi. Không phải, không phải. Không phải. Trẻ em không được mở cửa khi không có người lớn. Nếu không, tội phạm có thể vào nhà đó. Còn nít.
lại. Dừng lại ngay đi. Trẻ em không được chơi ngoài trời khi không có người lớn giám sát. Luôn phải có người lớn hơn có thể bảo vệ khỏi kẻ xấu đó. Đây là quảng cáo cho FAO Square. Nastia ơi, con giữ em được không? Ok. Bye. Wow. What is this? Let's play. Tìm 10 quả bóng vàng. Ok. Không phải màu vàng. Đây là màu vàng. Ok. Mọi người nè.
Bye bye. Hả? Dọn dẹp phòng, làm bài tập. Không. Ba ơi. Hả? Mẹ đưa các việc cần làm đến. Ok. Đầu tiên là nhảy bạt nhúng. Ok. Bye bye. Nhảy bạt nhúng xong. Giờ là bữa trưa kem nha. Kem xong. Tiếp theo bạc ti chắc nhờn. Bạc ti chắc nhờn xong. Kế tiếp chơi game. Chơi game xong. Tiếp theo là bạc đi đồ ngủ. Thấy rồi nha. Cú cú. Nhìn nè. Hay quá. Hay quá đi. Xong mọi hết người rồi. Ơi, chào mẹ, chào vợ, xong hết rồi. Nha.
bạn cho mình một xu và mình cho bạn một ít đồ trang sức. Đây nè. Cảm ơn. Mình muốn các quả bóng to. Đây các cô. Xin chào. Cho chút tiền đi. Đưa chú nào, đưa đi. Không, 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 không. Đây là tiền của tụi con. Đi ngay đi. Xin chào các cô gái, cho bà ít tiền nào, bà muốn ăn. Chúng ta nên cho bà ấy ít tiền, bà ấy nghèo quá. Tạm biệt. Là ông ấy kìa. Yeah. Ông ấy xứng đáng bị vậy. Mình có một xu nè. Nhưng chỉ có một đồng. Mình không có đồng xu nào cả. Chúng ta có thể đi cùng nha. Yeah. Đi thôi. Bóng nha. Ý tưởng hay á. Đi thôi. Ăn đi.
Không 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 không. Nè, không thích đâu. Biết rồi. Sô cô la. Ăn đi. Không không. Không hả? Ngon lắm đó. Không. Nữa, không muốn ăn sô-cô-la kìa. Ờ, cái gì không? Cà rốt. À, con cảm ơn. À. Ngon quá đi. Yummy, yummy, yummy. Em nữa, cho em với. Thank you.
châu. Côn trùng. À, xem thử nào. Đi thôi. Con hả? Không. Đi đến đây. Là côn trùng đó con. Con rồi. Không. Kiến. Ừ. Con gì đây? Con châu chấu nè. À, đơn giản. Bướm. Con chuồn chuồn nè. Đi ra ngoài thôi. Bắt côn trùng nha. Nhìn kỹ hơn nha. Wow, nhìn nè. Hay lắm. Trông cuốn giúp chị nha. Muốn thì chị sẽ dạy. Dạ muốn. Ok, quy tắc đầu tiên là tư thế. Em cần phải giữ tư thế thẳng. Giỏi lắm. Quy tắc thứ hai, em cần chăm sóc bản thân. Chúng ta phải rửa tay và cũng cần làm sạch mặt nữa nha. Quy tắc tiếp theo, nên chăm sóc quần áo nữa.
ủi quần áo đi. Quy tắc đầu tiên là phải luôn chải tóc. Sắp xong rồi. Giờ thì trang điểm thôi nào. À, em biết vậy mà. Không, không, không. Em cần phải trang điểm một chút. Son môi nữa. Sao vậy? Em đói quá. Không không, chị không ăn cái này. Chúng ta cần ăn đồ ăn lành mạnh. Ngon quá đi. Xong rồi, em xinh quá đi nè. Chưa xong đâu nha. Con gái xinh đều đọc sách. Ok. Cuốn của chị đâu rồi? Shanti. Cookie. Không được nha. Không được nha. Công chúa không cư xử như vậy. Chào, chào mừng đến Puerto Rico. Chào mừng đến với bảo tàng trẻ em Carolina. Đến đây, đến đây. Ô ô ô ô ô ô. Ô ô ô ô. Bye bye. Ô không không không. Ồ, cái gì? Ồ, ồ. Cứu, cứu, cứu em với. Đi thôi. Chạy đi, chạy đi. Sẵn sàng rồi nha, đến ngay. Cứu. Đấy rồi. Cảm ơn. Răng bẩn quá đi. Yuhu. Thank you.
Giờ thử thách đi. Của ba. Thắng rồi. 1, 2, 3 bắt đầu. Halloween sắp tới rồi. Chú sẽ chuẩn bị bất ngờ cho Nastia nha. Trang trí phòng Halloween. Oh.
chơi với mình nữa hả? Bạn không chơi với mình nữa hả? Bạn không chơi với mình nữa hả? Nhện đâu mất rồi? Có ai đó trong phòng con? Ở đâu? Có ai đâu con? Nhìn nè. Bất ngờ cho con đó. Hôm nay là sinh nhật mình. Quà của mình đâu? Quà cho ba hả? Chào ba. Chào. La 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 la
quà cho ba. Cảm ơn. Ủa ba? Không. Ủa ba? Không. Ủa ba? Cái này cho mẹ mà. Ba ơi, sao vậy ba? Hôm nay là sinh nhật ba mà ba lại không có quà. Sinh nhật? Xem thử nào, đến đây. Hôm nay là thứ tư, không phải sinh nhật ba. Sinh nhật của ba là ngày mai mà. À, ba đi ngủ đi. Ok. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chúc mừng sinh nhật ba. Cảm ơn con.